Rồi xin chào anh em nhé, giới thiệu cho anh em uh, bot hai trong một uh, bu lông vít à, vừa bắn uh, bu lông vừa bắt vít, cũng như là anh em có thể khoan tường bằng mũi uh, Unica và bắt vít tường uh, không qua tắc kê qua bộ này thì một con vít này thì đa năng cho anh em luôn dành cho những anh em nào mà chuyên bắn bu lông kèm bắt vít, thợ uh, điện này cũng như là thợ sửa chữa máy móc dạng máy móc cầm tay bắt bắn bánh bu lông tầm hai mấy rồi về kèm theo là bắt vít tường bắt vít gỗ bắt vít sắt thì anh em có thể tham khảo bộ này con này là một con vít rút led có chỉnh lực và có thể bắn bu lông bằng tiếp bu lông cũng như là bắt vít sử dụng mũi khoan thân máy này hiện tại là 2 triệu 800 trăm ngàn và hàng còn thân máy này nếu mà chính hãng Việt Nam phân phối á, thì hiện tại đang khoảng giá là 5 triệu một cái thân máy. Còn đây thân máy Malaysia xuất Mỹ giá chỉ có 2 triệu 8 nửa giá so với Việt Nam hiện tại đang phân phối. Còn pin, pin co này thì hiện tại hãng đang phân phối là khoảng 2 triệu một cục. Thì hàng Mỹ sách tay về thì hiện tại là để cho anh em 1 triệu ba một cục. Đó, anh em nào muốn mua sạc thì mua sạc thêm. Còn anh em nào mà có sạc rồi cần mua thân máy hay mua pin thì có thể tham khảo nhé và đây là mũi RG kèm theo hộp vít đi kèm cho anh em nào mà chuyên lắp ráp đồ tường rồi cảm ơn anh em